Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với Adam Mobile. Mọi người mua máy thì liên hệ qua số Zalo 0344 999 456 hoặc địa chỉ Facebook fanpage là Adam Mobile. Ok, bây giờ em giới thiệu chi tiết từng máy một số người. Thứ nhất là con máy về Smart Azit nhé. Có em bản dâm 6 bộ nhớ 64, em bán người giá là 2 triệu 3, 3 nhé. ngoại hình của máy thì nó cũng có bị xước uh, móp nhẹ theo thời gian một chút rồi. máy màu xanh này, lưng zin đẹp, viền thì hơi xước móp nhẹ theo thời gian một chút nhé kiểu móp nhẹ thôi màn hình đẹp không sữa không á mố gì cả cái này màn hình amoled nhé tràn viền khuyết giọt nước màu sắc đẹp cảm ứng mượt mà cấu hình của nó cũng rất là ngon RAM của nó là 6 g nhé ra của nó 6 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 mươi g tất cả chức năng thì đều ok hết cái này phụ kiện đi kèm thì nó có củ sạc nhanh 18 w này cắp sạc tai nghe nhé mọi người lấy thì em sẽ tặng thêm miếng dán cường lực cho mọi người ốp thì nhà em đang hết nên là em chỉ tặng được cho mọi người miếng dán cường lực thôi giá bán người là hai triệu ba nhé con này là con Azis này bản giam tám bộ nhóm một tám em bán người cao hơn con kia hai trăm nghìn hai triệu rưỡi nhé ngoại hình thì nó cũng tương tự như con kia thôi cũng có bị xước móp theo thời gian một chút rồi máy màu đen nâng zin đẹp viền thì cũng có bị xước móp theo thời gian rồi nhé hơi xước móp nhẹ thôi màn hình đẹp không xước không á mố gì cả hiển thị nét căng nhé cũng là máy màn hình tràn viền quyết giọt nước có hình uh, của nó thì rất là ok ram 8 g nhá và bộ nhớ là 128 g à, bộ nhớ 128 g mọi chức năng hoàn hảo ok hết phụ kiện đi kèm thì cũng có củ 18W, cắp sạc nhanh 18 w cáp sạc tai nghe và cũng tặng thêm miếng dán cơ lực cho mọi người giá bán người là hai triệu rưỡi nhé bản RAM 8 bộ nhóm 28 nhé quay con uh, Vsmart Star 5 bản Việt 2 sim mọi người là 1 ,3 triệu 3 ngoại hình thì đẹp keng rồi, nâng đẹp viền đẹp. Ở chân sạc taxi si có hỗ trợ sạc nhanh, pin châu 5 000 nhá. Màn hình đẹp, không xước, không ám mố gì cả, cũng là máy màn hình tràn viền, khuyết giọt nước. Ra của nó là 3 g nhá. Mọi người chờ chút em sẽ bật cái thông số ra bên cho mọi người xem. Ra một nó đây. Ra nó đây, 3 g nhá và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 GB, RAM 3 bộ nhớ 64. Và mọi người giá là 1 ,3 triệu 3 nhé con này thì nhà em còn đầy đủ hết tất cả phụ kiện sạc cáp tai nghe miếng dán cường lực ốp lưng tặng đủ cho mọi người cho con stan này nhé giá nó một triệu ba nếu mà mọi người không lấy phụ kiện thì em sẽ bớt thêm cho mọi người 100 trăm nghìn một triệu hai thôi có thể con lg g 7 này bản hàn một sim bán người là một triệu sáu nhé nâng đẹp viền thì hơi xước nhẹ một chút rồi nâng kính viền kim loại rất là cứng cáp màn hình thì đẹp nhé không xước không á mố gì con này màn hình tràn viền quyết tay thọ này chạy thì cũng rất là mượt mà luôn ra bỏ con này nó là ram 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 mươi bốn g nhé Đấy, ram bốn bộ nhớ 64 mọi chức năng hoàn hảo ok hết tháng là một triệu sáu này quay con oppo a 16 sáu nhé bản việt hai sim bản người là một triệu chín ngoại hình thì đẹp keng rồi nâng đẹp viền đẹp màn hình đẹp nhé con này thì đẹp xuất sắc rồi không có gì chê cả cấu hình rất là ok ra bộ con này nó là ram 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 64 g bị châu và nó một triệu chín này con này con gen mi tám nhé bản việt hai sim mà nó là hai triệu ba lưng đẹp viền đẹp ngoại hình thì đẹp ke rồi màn hình không xước nhé nhưng mà hiển thị màn hình thì nó hơi ám nhẹ một chút nhé Đấy, nó hơi ám như hình nhẹ một chút do nó thuộc dạng ám nhẹ thôi màn hình amoled nhé hơi ám nhẹ chức năng thì ok hết nhé không có bị nổi bất cứ một chức nào cả cấu hình thì rất là ngon ram 8 uh, cộng 3g và bộ nhớ 128g và nó 2 triệu 3 này quay con uh, Zmi 10A nhé con này uh, bản Việt 2 sim mà người 1 triệu 3 nâng viền uh, thì nó chỉ sức nhẹ thôi không cần mod gì đâu màn hình đẹp nhé không có bị ám ố gì cả cấu hình nó ngon ra của nó là ram 4 cộng 1 ghi và bộ nhớ như chữ của nó là 64 g nhé Đấy, ra 4 cộng 1 bộ nhớ 64 giá nó 1 triệu 3 pin dòng này thì rất là trâu rồi có này con Boco M3 này bản Việt hay sim tháng ngày 1 triệu 8 Đấy, ngoại hình nó chỉ sức nhẹ thôi không cần mót đi đâu màn hình đẹp nhé không xước không à mố gì cả hiển thị nét căng luôn cấu hình cũng ok ra của con này nó là ra 4 g và bộ nhớ là 128 g pin trâu bán người là 1 triệu 8 này con này con uh, mi 8 này bản việt hai sim mà một triệu tám nhé con này nhìn thiết kế thì y hệt con uh, iphone xs max này. nhìn cái cụm cam này à, nó chỉ khác đằng sau quả táo và cái vân tay thôi à, nhìn y hệt con xs max luôn cũng nâng kính viền kim loại này à, chân sạc tài si có hỗ trợ sạc nhanh à, màn hình là màn hình amoled nhé à, màn hình amoled này nó cũng tràn viền khuyết tai thỏ như xs max luôn nhìn không khác gì một con iphone xs max giá có triệu 8 thôi, XS Max giờ mọi người mua nó cũng phải trên 5 triệu. Nhìn không khác gì con XS Max Xiaomi làm, công nhận thằng giống. Con này RAM của nó là 6 GB nhá, 8 GB RAM 6 bộ nhớ 128 GB, 6 bộ nhớ 128. Giá nó 8.8 thôi. Màn AMOLED này là màu sắc đẹp, cảm rất là mượt mà nhá, mọi chức năng hoàn nào ok hết. Và cũng về 1.8 thôi. Có con uh, lốt 11s này, bản Việt 2 sim mà người 2,9, năng đẹp, viền đẹp nhá. Ngoại hình thì gần như đẹp keng rồi, màn hình đẹp. Không xước, không ám mố gì cả, hiển thị nét căng. Cấu hình ok nhá, RAM của nó là RAM 8 4 GB và bộ nhớ là 128 GB. Cấu hình rất ngon, giá có 2,9 thôi. Có cái con Mi Mix 3 này, bản Việt 2 sim 2 người 2,8 nhá. Năng đẹp, viền chỉ hơi xước móp nhẹ thôi chứ không có bị cấn mót thì sâu đâu. màn hình amoled nhé đẹp nhé, không xước không ám màu gì cả. coi màn hình tràn viền bốn cạnh như nhau nhìn rất là cân đối đẹp nhé. cấu hình nó cũng ngon. da của nó là 8g và bộ nhớ là 128g rất là ok trong cái tầm giá tiền cam thì nét căng luôn và cam trước cực kỳ độc nhá. mọi người phải trượt xuống thì mình thấy cam trước này. nó có hai mắt cam trước và có flash và cam trước của nó 24 megapixel nhé. đua camera là hai camera này, trượt đây đó, rất ok nhé mọi người hai triệu tám này quay lại con Samsung Note 2 bản Hàn một sim mọi người là 250.000 năm bán uh, giá linh kiện cho mọi người mọi người dùng uh, tạm chữa cháy hoặc là treo uh, áp treo giấc thì tùy mọi người con này uh, lưng của nó thì cũng có bị sức răm và cái cái cá ở góc bên này Đó, nó, gãy nên nó hơi hở ở cái góc bên này nhé Đó. còn các cái góc khác thì ok Đó, chỉ góc này thôi Đó, nó hơi ở một chút nhé viền thì rất đẹp nhé viền thì bóng này Đó, bóng nhoáng luôn con này chỉ chê mỗi cái ngoại hình là chỉ trên mỗi cái phần nắp lưng thôi chứ còn viền mấy màn thì đẹp xuất sắc luôn nhé màn này nó vẫn còn cái miếng dán ni lông cũ theo máy luôn này Đó. màn rất đẹp luôn bóc ra thì nét căng luôn nhé bóc ra đây nó hơi lứt một tí kính ở chỗ phần phím hô thôi đây. chỉ tiết cái nó hơi lứt kính một tí chỗ này thôi nhưng không không ảnh hưởng gì đâu màn AMOLED đẹp xuất sắc luôn không có một chút ám mố đâu cả con này là màn AMOLED thì nó cũng dòng flagship của Samsung một thời nên là nó được trang bị khá là nhiều những cái linh kiện cao cấp màn AMOLED nhé RAM của nó là 2 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g mọi chức năng của máy thì vẫn đều ok hết nhé wifi 4 g vẫn ok hết bán rẻ hơn cả máy bàn phím cho mọi người hai trăm rưỡi thôi chỉ tiếc cái này hơi nứt tí kính ở chỗ này thôi ở màn này vẫn còn nguyên miếng dán luôn nhé miếng dán zin theo máy từ đầu tiên viền thì rất là đẹp luôn thường là những cái viền mà mẹ mạ, mạ benzen này nó hay bị chóc ra nhưng mà con này thì này đúng chỉ hơi chảy tí viền chỗ này thôi còn đâu thì vẫn còn bóng nhoáng luôn nhé giá hai trăm rưỡi thôi con này là con Samsung A10 này IMEI của nó 793 bản Việt 2 sim 500 cam con này bị đốm ngoại hình thì có bị xước và xước răng nhưng ngoại hình thì hơi cá sấu màn hình không xước, hiển thị màn hình thì cũng có bị ố một chút nhá ố trắng này để, có một vết vết này thì mờ hơn vết này rõ hơn nhá nó không ảnh hưởng đến cảm ứng đâu cảm ứng ok hết nhé từ ra ố này thì mọi người để về chế độ nền đen thì nó sẽ ok thôi mọi người sẽ không nhìn được cái vết ố đấy để về chế độ nền đen thì gần như là không nhìn thấy cái vết ố ram của nó là ram 2g và bộ nhớ là 32g nhé mọi chức năng thì đều ok hết cái cam nó bị đốm đen nhỏ ấy. đây này đó, đây này có hai vết đốm đen nhỏ đây thôi bán người 500, là người giảm mê một tí thôi có thể con A02S này IMEI của nó là 046 bản Việt 2 sim bán người 1 triệu 6 ngoại hình có bị sức răm rồi hơi sức răm chút nhé màn hình thì đẹp không xước không ám mố gì cả pin con này thì cũng rất là trâu mọi chức năng hoàn hảo ok hết ra 3 bộ nhớ 32 hai bán người một triệu 6 này Quay con A11 bản Việt 2 sim mà người triệu tư nhé Nâng đẹp, viền đẹp Nhưng ngoại hình thì không có gì để chê cả Màn hình đẹp nhé Không xước, không á mố gì Hiển thị nét căng Quay lại màn hình tràn viền đục lỗ nhé RAM 3 bộ nhớ 32 Bản người đẹp, 1 triệu tư nhé Quay con A51 này Email của nó 485 bản Việt 2 sim mà người triệu 6 Nâng thì hơi sức ra một chút thôi Viền đẹp nhé Ngoại hình thì hơi sức nhẹ tí thi thôi Không đáng kể gì cả Màn hình AMOLED này đẹp nhé không xước không ám ố gì cả màn hình tràn viền độc nộ nhé Đấy, hiển thị trong veo luôn cấu hình thì cũng rất là mượt mà ram 6 bộ nhớ 128 này à, a 51 màu xanh này rất là đẹp nhé à, người là 2 triệu 6 này quay con a335g nhé email của nó 190 bản Việt 2 xin bằng 13 triệu lưng thì hơi xước răm rồi viền thì cũng có bị xước móp một chút rồi nhé Để, hơi móp tí đấy nhé màn hình thì đẹp màn hình thì không có một nữa. Tí vết đâu cả không xước không ám mối đi cả màn hình rất là mượt mà. RAM của nó là RAM 6 1.28 nhá, chạy rất là mượt mà luôn. Đấy bán ngày 3 triệu tư này. Còn con S7 uh, IT này, bản Mỹ một sim khoảng ngày 1 triệu 3, 3 nhá. ngoại hình chỉ xước nhẹ thôi, không cần móp gì đâu. Màn hình AMOLED nhá, đẹp nhá. Không xước không ám mố gì cả, hiển thị này nét căng luôn. Cảm biến vân tay hỗ trợ rất nhanh, ok hết nhá. RAM của nó là RAM 4 GB và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 GB chân sạc micro thôi nhưng mà có hỗ trợ sạc nhanh nhá bán người là một triệu này có này con S7 nhá email của nó 256 bản hàn một sim bảo người 650 nghìn nhá để nâng con này thì cũng có bị chóc sơn rồi viền chỉ xước nhẹ thôi không có bị cần bóp gì đâu màn hình không xước nhưng mà hình thì màn hình thì bị ám nhá bị ám nhiều hình khá là nặng nói chung thuộc dạng ám lặng rồi ra 4 g và bộ nhớ lưu trữ của nó là 32 g nói chung là mọi người dùng tạm chữa cháy hoặc là treo game treo app đào bi trước thì tùy mọi người nhé 650 nghìn thôi có con S10e này IMEI của nó 450 bản Mỹ 1 sim khoảng 2 triệu 8 nhá. Nâng đẹp. Viền chỉ hơi sức nhẹ thôi. Ờ, màn hình đẹp nhá. Không có bị á bố gì cả. Hiển thị nhát căng. Giáp một con này nó là RAM 6 g và bộ nhớ 128 g. Nhỏ gọn thôi nhưng mà chạy rất là mượt mà nhá. Chạy cực kỳ mượt mà. Bản ngày 2 triệu 8 nhé. này. Có con S9 Plus này, IMEI của nó 799 bản Việt 2 sim, bản ngày là 2 triệu 8 nhá. Để nâng hơi sức nhẹ rồi vì vân tay thì bị chóc sơn nhưng mà vẫn cảm biến vân tay bình thường nhé. viền thì đẹp nét căng luôn không có bị cấn móp gì cả màn hình hiển thị đẹp nhé, không có bị ám mố gì không hiển thị trong veo ram 6 g bộ nhớ là 64 g bản này là hai triệu tám này con này nó con s 9 plus này email của nó 686 bản hàn một sim bản người ba triệu Để nâng đẹp viền thì à, vân tay thì cũng có bị chóc sơn nhưng vẫn cảm biến vân tay bình thường nhé đẹp nhé nói chung là hai con S9 Plus thì tình trạng nó cũng đều đẹp như nhau chỉ có cái là nó khác về cái dung lượng bộ nhớ thôi Đấy, màn hình của này cũng đẹp xuất sắc luôn không một chút ám ố đâu cả Đấy, con này ram 6 bộ nhớ là 256 nên em bán cao hơn so với con kia là 200 nghìn nhé Đấy, S9 Plus thì nó cũng có 3 phiên bản bộ nhớ 64, 128 và 256 con này uh, bộ nhớ cao nhất của dòng S9 Plus em bán người 3 triệu nhé còn con bộ nhớ 64 là 2 triệu 8 còn ngoại hình thì nó cũng tương tự như nhau xem xem nhau nhé con này con S10 Plus này IMEI của nó là 203 bản hàn đã lên 2 sim rồi bán người 4 triệu mốt nâng đẹp viền chỉ hơi sức móp nhẹ tí ti thôi không không đáng kể gì không có bị cấn móp gì sâu đâu hồi sức nhẹ chút thôi màn hình đẹp nhé không có bị á mố gì cả màn hình thì trong veo thôi ra bỏ con này nó là RAM 8GB bộ nhớ 128GB nhé S10 Plus bản người là 4 triệu mốt đây quay con nốt 10 Plus nhé email của nó 412 bản Việt 2 sim có thể 5 triệu 9 máy màu đa sắc lưng đẹp này viền chỉ hơi sức nhẹ tí tí thôi phẩy Nói chung là gần như đẹp kem rồi màn hình đẹp nhé không xước không á mố cả hiển thị này trong veo ra một con này nó là ra 12g và bộ nhớ là 256g chạy cũng rất là mượt mà mọi chức năng hoàn hảo ok hết ổng là 5 triệu 9 này Ê, Trên đây là những máy hôm nay bán với người Mọi người để máy gì cứ nhắn qua Zalo số chín 99 46 cho em nhé Ok cảm ơn mọi người nhé Chào mọi người